quý vị và các bạn, bên cạnh cán Chris lúc này là hai siêu phủi, những nhà vô địch của giải bóng đá HPL danh giá, một giải đấu gọi là chất lượng nhất của bóng đá phủi Hà Nội, và đây là hai người gần như là xuất sắc nhất của bóng đá phủi hiện tại nếu tính theo thành tích. À, và sao hai anh em căng ấy nhỉ? Và trên tay mình lúc này là hai trái bóng, ba trái bóng nhưng mà hai loại, Proctor và Empire của hãng Joker. Và ngày hôm nay thì hai anh em siêu phủi này đã được làm quen với trái bóng, và mình sẽ hỏi cảm nhận của họ xem suy nghĩ gì về trái bóng mới này của hãng Joker nhá. Đức. Em đầu tiên thì nhìn về màu sắc bên ngoài thì khá là bắt mắt, nhiều màu sắc mà nhìn phối màu khá là đẹp. Thứ hai là khi mà em cảm nhận đầu tiên thì bóng khá là mềm, mềm đá khá là êm chân, rất là phù hợp cho kiểu các đối tượng kiểu văn phòng hay là những cái anh mà là chân yếu yếu tí thì có thể thi đấu được. Cảm nhận của em vậy. Học thuộc lòng kinh thế nhỉ? Đùa thôi, thì thẩm mỹ của em cũng được đấy, bởi vì anh rất là thích trái bóng này. Vâng. Rất là đẹp, trông nó cũng hợp với màu áo em này. Kinh. Khá là phong thủy. Ok, còn anh Nhật. Siêu phủ Nhật Tân. Sau một khoảng thời gian làm quen với bóng trước khi đến đây, thì mình cảm thấy bóng này anh em có thể thiếu như ở châu Âu. Là sao anh? Có khả năng nếu mà anh em mình sẽ sút thử thì khả năng là bóng sẽ liệm như Ronaldo luôn. Anh em nào mà học kiểu sút knuckleball như Ronaldo thì bóng này là tuyệt vời luôn, đúng không? Đặc biệt là học theo cán Chris. Cán Chris là lên rời đấy. Rồi ok. Thực ra thì đấy là cái phần cảm nhận của mọi người khi mà mới làm quen thôi. Em vẫn muốn là mọi người có thêm những cái thời gian để trải nghiệm với bóng, để nói lên cái sự chân thật nhất của cái trái bóng này, bởi vì đây là một cái sản phẩm mới của hãng Joker. Và chắc chắn sản phẩm mới thì nó sẽ có những cái thứ mà nó chưa phù hợp với những người chơi phong trào nói chung. Thế nên là mọi người cứ thử trải nghiệm thêm. Còn ngày hôm nay, video ngày hôm nay thì cán Chris, sao này nhỉ? Tiêu đề là thách đấu nhà vô địch HPL, nghe oai không? Thì hôm nay mình sẽ tổ chức một vài những cái game để anh em có thể test trái bóng này, cũng như là test vài kỹ năng của, đều là những cầu thủ tấn công hàng đầu Việt phủi Việt Nam đấy nhá. Thì hôm nay anh em sẽ chơi một vài game để kiểm tra xem là chân ai ngon hơn nhá. Đồng ý không? Ok. Ok, bắt đầu. Cái trò đầu tiên rất đơn giản, tâng bóng ở trong vòng tròn này, ai mà rơi bóng trước hoặc là ra ngoài thì là bị loại đầu tiên, người thắng nghe là người ở lại cuối cùng. Ok, sẵn sàng chưa? Sẵn. 3, 2, 1. Mình đứng một góc trời như này mình đi chẳng có ngoài chân. Hề luôn tâm lý, không phải ngoài chân đâu. Chân rút đi, ai, cho bạn ơi, lấn đất cho bạn ơi. Mình có biết skin gì không nhỉ? Ê, ra ngoài, ba ơi. Ba, tí nữa có ba sau. Tâm lý vãi. Bình thường tân ngồi này đỡ bị run này. Lên túi đi, Wow. Lên đầu nữa. Nhập tân hay thế. Đây rồi, một người lại rồi. Con nhỉ. Ôi, như nào nhở? Của ấy là anh va và em. Mày là người đầu tiên. Đồ anh đồn đồ. Rồi ok. Như vậy phần thắng tôi với em. Tôi hòa. Hòa. Cả ba cùng. Đúng rồi. Ok. Rồi 1, 2, 3. Với một tiền đạo thì trước khi mà dứt điểm thật là ngon thì bạn phải đỡ được bước 1 đã, đúng không? Thế thì hôm nay sẽ có một cái game đỡ bước 1 thật là ngon, xem là chân ai ngon nhất nhá. Chúng ta sẽ xúc bóng lên rời sau đỡ lại. Ngon như kiểu Ronaldinho ấy. Sẵn sàng chưa? Sẵn người được 5 quả nhá. Tự tin với em. Chơi. Em 5 quả răng vẩu rồi anh xem. Con đang đá đôi chuẩn đấy. Ok. Vào. Ua. Đá 7 điểm. 7 điểm. Quả này hơi lỗi, quả này hơi tâm lý quá. Tiếp tục. Cứ đá 5 quả đi xong rồi chấm điểm. Chung. À, được. Tiếp. Năm quả. Năm quả liền luôn. Mình không đỡ dính được cả em. Đầu cũng là thứ rồi nhá. Nào. Già thế, thành pháp mở rộng à? Gì đây, về đây. Thành pháp mở rộng à? Có một quả. Có bốn.
nữa lại thực hiện mới được. Nào. À được. Ok. Chấm bao nhiêu điểm à anh Nhật? Anh nói chung là sau những bước lỗi anh cho 8 điểm rưỡi. 8 điểm rưỡi. Ok. 8 điểm rưỡi. Rồi, anh sẵn sàng chưa? Anh xin giỏi rồi. Đã sẵn sàng. Sẵn sàng. Ok, chơi. Buộc vào lưới cũng khác. Quả thứ hai. Ôi, ôi. Này còn đỡ lại luôn. Quả thứ ba nhá. Quả thứ hai vừa rồi là 10 điểm đấy. Quả thứ ba. Ô, được, ok. Quả đấy cho 7 điểm rưỡi. Quả tư. Nào. Wow, được, hay quá anh ơi. 8 điểm. Và cuối cùng. The last one. Cuối cùng đấy. Cao nhất luôn. Wow. Cao gấp đôi thằng Đức Đen. Wow. Yeah. Hay quá các bạn ơi. Anh em mình thì thôi, từ nay thôi nhá. Mấy điểm Đức Đen? Em chấm với Nhật 9,25. 9,25 mà anh cho thêm 0,25 nữa là 9 điểm rưỡi. Okay. 9 điểm rưỡi các bạn ạ. Đỉnh quá, đỉnh quá. Thôi em không thi đâu. Thôi có khi là tôi không thi nữa các bạn ạ. Các bạn thấy là tôi có cửa thắng không? Thôi, cố gắng. Và đầu tiên với cán Chris. Lại. Quay đúng mã số của anh luôn, 7 điểm. Số anh luôn 7 điểm. Kè các bạn. 7 điểm là có từ nhà rồi đấy nhá. Rồi, ngoài này được 8 điểm rưỡi. Quả thứ 2 à? Rồi, được quay 9 điểm rưỡi rồi. 9 điểm luôn. Quả tư rồi anh. Tư à? Quả này quả 5 rồi đấy. Cuối nhá. Cuối đi. Quả siêu ba khủng rồi đấy. Cứ cao đi. Lại, cho chín lại. Ok. Mấy điểm? 9 điểm rưỡi. Em 9 điểm. Đây là 8 điểm rưỡi này, 9 điểm và 9 điểm rưỡi. À, tôi là chúc người anh nhá. Chúc mừng anh nhá. Yeah. Mày quá. Mày quá không làm trò cười các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi tiếp theo. Trò này là một trò quá là phổ biến rồi. Sút xà ngang. Đây là sẽ test cái kỹ năng chém mù của anh em xem sao. Tự tin không ha? Chưa làm bao giờ. Em toàn sút vào lưới rồi đúng không? Xà ngang là nghề của anh. Đây cũng là lần đầu. Lần đầu luôn, lần đầu của bé luôn. Hy vọng là tôi nhảy những hình ảnh này. Chuẩn luôn. Ok, sẵn sàng chưa? À, quả đầu tiên là Tân. Tập vào lần đầu không? Quả bóng từ nảy lại luôn này. Nhưng mà tâm lý của em ạ. Tâm lý quá. Quả đầu tiên của cán Chris. Trời ơi. Đi đen. Ôi. Kết quả đã to các bạn. Quay quá. Hai lượt anh ơi. À, sau lượt đầu tiên thì anh Nhật đang là người chiến thắng khi là người đầu duy nhất sút được vào trúng xà ngang. À, nhưng mà tin vụ buồn dành cho anh đấy là cái lượt đầu là chúng ta khởi động. từ. Ok, lượt 2 sẽ là lượt thi chính thức này. Có đúng một cơ hội duy nhất rồi. Đây là cố lên em.
Thằng Đức nó định sút chân trái bởi vì nó bảo là sút chân trái mà không vào thì còn đỡ bị quê. Không phải chân em ngon, chân nào em ok hết. Ok, lần này cho Đức sút trước. Chơi. Tại vì đất tăng luôn mà. Bóng đập chậm non thế. Anh Cán cố tình bơm của bóng của em quá non luôn. Mày được chọn bóng mà. Em nhường cho Nhật rồi. Đổ tại bóng. Ok. Mọi người đừng như mình. Ok nhá, lượt thứ hai của Cán Chris. Đấy, không ngon đâu. Chết rồi. Cửa đường bóng đi đẹp như thế mà không vào nhỉ? Cay tê nhở. Nhật Tân đố vào được lần nữa luôn. Đố anh đấy. Mình xin chấm dứt luôn cuộc thi ở đây nhá. Chấm dứt đi. Ôi trời ơi. Trời ơi. Sao anh ơi, không được, xa sau. Sao để thế được xa sau vậy anh? Ừ thì xa sau nhưng mà hại quá. Trần kiếp quá. Một lần cuối. Anh Nhật đá trên trái đi anh Nhật ơi. Anh đá trên phải bọn em không chơi được đâu. Chân ngon thế nhở? Đá trên trái nhá. Lượt 3, lượt quyết định đấu chân trái. Ai mà vào gần xà hơn, chưa cần phải trúng. Gần hơn là thắng, được chưa? Gần hơn. Anh đá trước. Anh đá trước. Chân trái thì mình có thể dê, mình có thể sút. Nhưng mà mình chưa bao giờ mình bấm một đường bóng như này. Thề với các bạn. Đây là lần đầu tiên luôn. Ôi. Quê quá. Quê trong tất cả. Quê quá. Anh chân trái thì anh phải đá cái bóng bục bổng lên em mà anh đã xịt này. Quê quá, quê quá, quê quá. Ê, Bài Đức. Khó. Nhưng mà chân trái khó đấy. Nào vừa thôi. Không Chris ba ke lở nào. Hay quá. Chỉ một tí đúng được, như này thôi. Em là gần rồi đấy, em gần hơn anh rồi đấy. Nhật Tân. Hay quá, đường bóng đi rất là đẹp. Bằng nhau. Okay. Muốn kiếm lại anh. Anh Cán chân trái kém quá. Anh nhầm còn có chút bỏng. Ok, tôi thua, hai người kia giành chiến thắng. Phần thi tiếp theo sẽ là phần thi test kỹ năng dứt điểm bằng má ngoài Trivela. Một người sẽ đứng đây mồi và người còn lại sẽ thực hiện 4 cú sút xem là ai vào được nhiều hơn nhá. Cả Chris tôi chưa. Ok. Hai người mỗi người mồi 2 quả. Ok nhá. Tránh trường hợp là một người chân lởm quá. Chân 11 rồi. Bao nhiêu quả đầu mình biết để mình điều chỉnh. Lăng. Hai. Chết chết luôn. Ôi. Bữa nãy thì không xa như thế đi. Trời ơi, đẹp không? Các bạn thấy đẹp không? Đẹp đấy. Quả đấy tính bằng 2 quả đấy. Đẹp đẹp đẹp. Nào, tiếp theo. Quen rồi, biết cảm giác rồi. Ôi, chân quá. Có cảm giác rồi thì đã hơi bị mỏi. Khỏe quá. Khuyến mại cho quả cuối cùng. Ok. Khuyến mại quả cuối. Hai quả. Rồi, Đức Đen. Tiếp anh. Và cắn Chris mỗi người được 2 quả.
Bây giờ sẽ là phần chơi của Nhật Tân. Quả đấy phải được bóng là đẹp nhất trong tất cả rồi. Không, em quả quả xà của em đẹp, quả xà của em đẹp. Em sạt cột cái kia ngoài như cắt lốt. Ok, như vậy là cái phần thi này Đức Chris nhất. Bởi vì sao cán Chris được 5 quả đá, gọi là cho bonus thêm quả. Còn anh Nhật thì được một trái và một trái và xà. Anh em mình là hòa nhau đấy. Okay. Một trái và một trái. Anh em thông cảm cho em bé. Ok, và bây giờ sẽ là phần quyết đấu. Phần này thì có tính sát thương hơn rất là nhiều. Phút của gôn và mỗi người sẽ phải có một lượt mắt. Ok nhá. càng ok, mỗi người sẽ có 3 quả sút. Lượt đầu tiên Nhật Tân đối đầu với cả Đức Chris. Đối đầu với vua phá lưới của HPL cũng khó khăn đấy anh em ạ. Nhưng mà anh Nhật mà gặp mình thì chỉ còn cái nịt thôi. Anh em yên tâm. Cú lên anh, hết trần rồi, Đẹp quá, Ua, sao anh? Đẹp. Cú này có phải gôn HPL đâu. Này ơi, chắc quá. Quả cuối cùng. Chết rồi Đức ơi. Đi anh ơi! Tới đây! Lệch qua, chân anh bị làm sao ấy? Ok! Đi bắt từ nhập lại! Còn lại trắng giữa âm thôi. Không. Ok, bây giờ thì đến lượt Chris sút và cắn Chris sẽ bắt. Anh yên tâm, em không bao giờ sút mạnh đâu. Ok, mày nhớ mặt mày đã nhớ mặt anh đấy. Các bạn ơi, đây quả thực là một sự hy sinh khi mà làm ra cái content này đúng không? Các bạn hãy đăng ký kênh của cắn Chris đi, ủng hộ cho mình. Không biết là đêm nay còn buổi tối nay về có gắp nổi thịt, gắp nổi rau, xúc nổi cơm để ăn không hay là nhai cháo. Cái găng này cũng của hãng Joker luôn nhá. Bạn nào mà muốn mua đồ thể thao, găng tay này, giày này, bóng đá thì hãy vào joker.vn. Ở đây nhiều đồ xịn lắm. Mà cứ bảo bạn cán ấy, nhân viên kiểu gì cũng giảm giá. Ok. Cảm nhận vừa nãy khi mình làm thủ môn chứ anh? Bình thường thôi. Thật kỳ xíu. Ghê vãi trưởng luôn các bạn ạ, thề luôn. Ghê lắm. Rồi bây giờ đến lượt Nhật Tân bắt gôn và cắn Chris sút. Được đấy, 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 được đấ
Ai, lởm quá anh em ơi, chân vẫn còn đau. Lại lý do. Chán thật. Ok, xuất sắc anh ơi. Hợp lý các bạn nhé. Ngày xưa mình là thủ môn. Thật. Dài thế, ok. Về đây đưa đây. Ok, như vậy là ngày hôm nay thì ba siêu phủi của chúng ta đã được chơi trò chơi. Một vài những cái vừa là trò chơi vừa là cái phần test kỹ năng của những cầu thủ chơi bóng. Cảm nhận của anh như thế nào sau buổi ngày hôm nay, anh Nhật Tân? Về chắc là mình sẽ phải học lại, tập lại khả năng dứt điểm. Nhưng mà đá xà hay đấy ha. Đá xà thì chắc là do mình học toán giỏi. Đo đạc góc kia là kinh ha. Thực ra hôm nay là em đang bị chấn thương, nên mà khả năng thi đấu của em nó chỉ được 3-40% thôi. Mọi người thông cảm vậy. Ok. Đức Chris và cá Chris chắc là giống nhau nhất ở khoản là hay lý do lý chấu. Riêng buổi ngày hôm nay thì cá nhân cá Chris có một cái nhận xét như này. Cả hai siêu phủi của chúng ta đều là những người rất xuất sắc. Bảo sao mà họ ra sân đá hay thế, bởi vì cái bộ kỹ năng của họ, các bạn thấy đấy, chuyền đỡ bóng rồi tâng bóng rất là hay, khá là bất ngờ. Rồi thì dứt điểm, nói chung là chọn bộ kỹ năng đều là toàn diện cả, bảo sao ra sân hay như vậy. Thêm cả sức khỏe nữa thì ai trụ lại được. Đánh giá về phần hôm nay, thực sự là thôi, để nhường phần này cho khán giả, các bạn hãy comment ở phần bên dưới xem là Đức Chris hay là Nhật Tân xuất sắc hơn. Còn cán Chris thì chắc chắn là thôi, khỏi bàn nhờ. Thì đấy, phần bình luận mã số 02, à 07. Nhầm mất, 07. Ok, để dành cho các bạn đánh giá cái phần đó. Ngày hôm nay thì ba anh em cũng đã trải nghiệm cái trái bóng Joker này rồi. Có thêm nhận xét gì không anh? Mình thấy là khả năng chắc phải chuyển sang đá bóng này thôi. Nhãn hàng thích anh. Còn em thì sau buổi hôm nay thì em lại thấy là khả năng cái này em phải mang về quê để cho nhiều anh em ở quê em biết đến. Chính xác. Với cá nhân em đánh giá như này, thực sự là không phải là quảng cáo nhãn hàng đâu, nhưng mà em rất là thích cái tâm huyết mà mọi người đặt vào trong cái quả bóng này. Mọi người không vội vàng bung sản phẩm ra ngay lập tức mà luôn luôn đưa đi để tức là gửi tới tay những cầu thủ như anh em mình để có thể test và nói lại cho họ những cái cảm nhận chính xác nhất để họ làm sao họ cải tổ, họ thay đổi làm sao phù hợp nhất với người chơi bóng Việt Nam. Thì đấy là một cái điểm mà em đánh giá cao nhất. Còn tất nhiên mẫu mã rồi chất lượng là không phải bàn rồi. Hy vọng rằng các bạn sẽ yêu mến và đón nhận cái trái bóng này. Thực ra tầm giá rất là rẻ các bạn ạ, 750 này, 850. Thực sự là rất là không quá khó để có thể là có một trái bóng đá như thế này. Nên là hy vọng xem clip này ngày hôm nay xong thì các bạn sẽ yêu mến Joker hơn nữa. Yêu mến cả cán Chris, yêu mến Nhật Tân và cả Đức Chris nữa. Ba anh em hôm nay vừa chơi vui vừa tấu hài rất là ok đúng không? Em thấy là hai anh em là có khả năng tấu hài kinh phết đấy. Em sẽ mời mọi người tham gia nhiều vlog của em nữa, đồng ý không? Ok em ơi. Em thì lúc nào cũng sẵn sàng. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hết video ngày hôm nay. Nhớ đăng ký kênh, ủng hộ cho ba anh em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những vlog tiếp theo.